Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Kỷ niệm 65 năm ngày thành lập huyện Tân Lạc, 15 tháng 10 năm 1957, 15 tháng 10 năm 2022 và đón nhận huân chương lao động hạng 3. Hiệu quả từ phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Chính trị gia người quốc Abdul Latif Rashid được bầu làm tổng thống mới của Iraq sau một cuộc bỏ phiếu của Quốc hội. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 14 tháng 10, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội phối hợp với Văn phòng Quốc hội đã tổ chức hội thảo bảo đảm tính thống nhất của dự thảo luật đất đai sửa đổi với một số luật liên quan. Đồng chí Hoàng Thanh Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội chủ trì hội thảo. Đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tham dự hội thảo. Với 12 ý kiến tham gia tại hội thảo, các chuyên gia, các nhà quản lý đã làm rõ tầm quan trọng của luật đất đai với các luật liên quan. Luật đất đai có mối quan hệ chặt chẽ và ảnh hưởng lớn đến việc thực thi quy định của nhiều luật khác. Đây cũng là đạo luật phức tạp, tác động đến mọi mặt đời sống, kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Tại hội thảo, các đại biểu đã quan tâm đến quy định về việc thế chấp quyền sử dụng đất, thế chấp tài sản gắn liền với đất. Các đại biểu cho rằng cần có sự thống nhất giữa luật đất đai và luật nhà ở, trong đó quan tâm đến việc thu hồi đất để thực hiện dự án đô thị, nhà ở, thương mại, sử dụng các loại đất không phải là đất ở, hay việc thu hồi đất đối với dự án cải tạo xây dựng lại chung cư cũ, đất sử dụng ổn định lâu dài. Các đại biểu khẳng định trong mối quan hệ giữa luật đất đai và các luật về lĩnh vực kinh tế như luật quy hoạch, luật đầu tư, luật đấu thầu, cần làm rõ giữa quy hoạch sử dụng đất quốc gia và quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và quy hoạch tỉnh, đồng thời bổ sung quy định về trường hợp nhà nước giao đất cho thuê đất cho nhà đầu tư được chấp thuận đầu tư theo quy định của luật đầu tư, đặc biệt rà soát kỹ các thủ tục hành chính để tạo tính đồng bộ giữa luật đất đai với luật đấu thầu, luật đầu tư. Đây là vướng mắc lớn nhất gây cản trở cho nhà đầu tư trong việc tiếp cận đất đai để triển khai dự án. Ngày 14 tháng 10, huyện Tân Lạc tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập huyện, 15 tháng 10 năm 1957, 15 tháng 10 năm 2022 và đón nhận huân chương lao động hạng 3. Sự buổi lễ có các đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên lãnh đạo tỉnh, huyện qua các thời kỳ. Tổ quốc Việt Nam, huyện Tân Lạc là huyện có bề dày lịch sử, một trong những cái nôi của nền văn hóa hòa bình, vùng đất tạo nên trường ca đẻ đất đẻ nước và những lễ hội truyền thống phong phú đặc sắc. Trải qua 65 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Tân Lạc đã không ngừng vận dụng linh hoạt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước để đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống xã hội. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 79 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng. Đến hết năm 2021, huyện có 7 trên 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,69%. Các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, việc giữ gìn bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc ngày càng được chú trọng. Giáo dục và đào tạo không ngừng phát triển, hệ thống mạng lưới y tế từ huyện đến cơ sở được củng cố, chất lượng đội ngũ cán bộ ngành y tế ngày càng được nâng cao. Trong 5 năm đã tạo việc làm mới cho trên 9.000 lao động, đào tạo nghề cho gần 2.000 lao động, chế độ chính sách cho người có công, gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội được giải quyết kịp thời, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Liên tục trong 5 năm từ 2017 đến 2021, Đảng bộ, chính quyền huyện Tân Lạc được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thay mặt lãnh đạo tỉnh, chúc mừng biểu dương những thành tích xuất sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Tân Lạc trong suốt chặng đường 65 năm qua, đồng thời nhấn mạnh. Để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ 17, cũng như nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Lạc lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020-2025, tôi đề nghị Đảng bộ và nhân dân các huyện, dân tộc huyện Tân Lạc
tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được trong 65 năm qua và thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, như tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy dân chủ cơ sở, nâng cao trình độ nhận thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên với nhân dân, tích cực tham gia phòng chống tham nhũng tiêu cực, thực hành tiết kiệm chống lãng phí như lời căn dặn của Bác Hồ. Hai là quyết tâm quy hoạch xây dựng huyện Tân Lạc thành huyện phát triển trung bình khá của tỉnh, trong đó tập trung đẩy mạnh sản xuất nông lâm nghiệp gắn với chế biến, tạo ra sản phẩm hàng hóa đặc trưng có giá trị kinh tế cao, chú trọng phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc, cơ cấu lại kinh tế và hiệu quả đầu tư, nhất là đầu tư công theo hướng trọng tâm, trọng điểm, tăng cường công tác đảm bảo quốc phòng an ninh khu vực phòng thủ các huyện, tập trung xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Ghi nhận những thành tích trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Tân Lạc đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Nhân dịp kỷ niệm 65 năm thành lập huyện, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc huyện Tân Lạc đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3. Ngày 14 tháng 10, Ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao các cấp tỉnh Hòa Bình lần thứ 7 năm 2022 tổ chức lễ tổng kết Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh. Tham dự lễ tổng kết có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao các cấp tỉnh lần thứ 7 năm 2022, đồng chí Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Theo đánh giá của Ban tổ chức, Đại hội Thể dục Thể thao các cấp lần thứ 7 năm 2022 đã thành công tốt đẹp. Tại cấp cơ sở đã có 151 trên 151 xã phường thị trấn tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao đạt 100%, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trung bình Đại hội Thể dục Thể thao cấp xã tổ chức từ 5 đến 7 môn thi đấu, trong đó có từ 2 đến 3 môn thể thao dân tộc. Tại cấp huyện, thành phố, đã có 10 trên 10 huyện, thành phố tổ chức thành công Đại hội Thể dục Thể thao. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh đã tuyển chọn vận động viên, đội tuyển các môn thi đấu của đơn vị để tổ chức tập huấn và tham gia thi đấu trong chương trình Đại hội Thể dục Thể thao cấp tỉnh. Đặc biệt với quyết tâm cao và giải pháp đồng bộ, tỉnh Hòa Bình đã tổ chức thành công Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Hòa Bình lần thứ 7 năm 2022. Đại hội có 15 môn thi đấu, tổng số 1.411 vận động viên tham gia tranh tài ở 122 bộ huy chương. Phát biểu tại lễ tổng kết, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao các cấp tỉnh Hòa Bình lần thứ 7 khẳng định, đại hội đã thành công tốt đẹp, các nội dung tranh tài diễn ra hấp dẫn, đúng với tinh thần thể thao, đoàn kết trung thực cao thượng. Kết quả các nội dung thi đấu cho thấy các đoàn đã có sự chuẩn bị kỹ về lực lượng và các điều kiện cần thiết, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn của sự kiện thể dục thể thao lớn nhất tỉnh. Việc tổ chức thành công đại hội đã cho thấy đây là sân chơi lớn cho các vận động viên tham gia đua tài. Thông qua kết quả thi đấu tại đại hội, tỉnh tiếp tục tuyển chọn các vận động viên tiêu biểu để bổ sung lực lượng cho các đội tuyển tập huấn, chuẩn bị tham dự Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 9 năm 2022. Tại lễ tổng kết, ban tổ chức đã tặng cờ nhất nhì ba toàn đoàn cho đoàn vận động viên các huyện Tân Lạc, Lạc Sơn, Kim Bôi. Ngoài ra, ban tổ chức tặng cờ cho 4 đơn vị tổ chức tốt Đại hội Thể dục Thể thao các cấp, gồm ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao các huyện Tân Lạc, Lạc Thủy, Cao Phong, Yên Thủy. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 10 tập thể, 20 cá nhân. Ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao các cấp tỉnh Hòa Bình lần thứ 7 tặng giấy khen cho 20 tập thể, 30 cá nhân. Ngày 14 tháng 10, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào các dự thảo luật đấu thầu sửa đổi và dự thảo luật giá sửa đổi trình tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Đồng chí Hoàng Đức Chính, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình chủ trì hội nghị. Tới dự có đồng chí Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Dự thảo luật đấu thầu sửa đổi gồm 10 chương 92 điều so với luật đấu thầu năm 2013. Dự thảo luật đấu thầu sửa đổi năm 2022 đã sửa đổi 85 điều, bổ sung mới 5 điều, giữ nguyên 2 điều, bãi bỏ 11 điều với nội dung tập trung vào 5 nhóm chính sách lớn nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác đấu thầu. Dự thảo luật đấu thầu sửa đổi sẽ mở rộng phạm vi điều chỉnh, hoàn thiện các quy trình về hình thức, phương thức tổ chức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư. Đối với dự án luật giá sửa đổi có 8 chương 72 điều, so với luật hiện hành đã bổ sung 3 chương nhằm thể chế hóa đường lối của chính phủ về quản lý điều hành giá trong nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa.
Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với sự cần thiết phải sửa đổi luật đấu thầu để phù hợp với các quy định hiện hành và dự thảo luật giá sửa đổi sẽ khắc phục được những bất cập và hạn chế của luật giá năm 2012. Những thông tin sau đây sẽ nối tiếp chương trình thời sự hôm nay. Hiệu quả từ phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Tình trạng bán và sử dụng thuốc kháng sinh không kê đơn. Thưa quý vị và các bạn, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững là một trong những phong trào thi đua được các cấp hội nông dân trong tỉnh triển khai thực hiện sâu rộng. Phong trào đã thực sự tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần cổ vũ, động viên tinh thần, ý chí nghị lực vượt khó vươn lên, giảm nghèo và làm giàu trong hội viên nông dân. Ghi nhận của phóng viên thời sự. 5 năm trước, ông Nguyễn Văn Khoa, hội viên nông dân xóm Sòng, xã Độc Lập, thành phố Hòa Bình không dám nghĩ bản thân lại có thể xây dựng được một mô hình kinh tế tiềm năng như hiện tại. Từ 6 con dê cỏ ban đầu được hỗ trợ từ nguồn vốn vay quỹ hỗ trợ nông dân, nhờ cần cù chịu khó chăm sóc đến nay, đàn dê của gia đình ông đã phát triển lên tới 60 con, mỗi năm xuất chuồng khoảng 30 con dê thương phẩm, với giá bán 160.000 đồng 1 kg. Sau khi trừ chi phí, gia đình ông thu về gần 150 triệu đồng. Ông Khoa đã trở thành một trong những hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Tôi thì trước đây ấy, thì là cũng là một cái hộ gia đình khó khăn. Thế từ 2018 thì cũng thấy cái chương trình người ta làm chăn nuôi cái dê cỏ này để phát triển kinh tế cho gia đình thì gia đình tôi cũng làm được. Nhưng mà càng làm càng thấy nó phát triển. Thì từ đấy là coi như gia đình thu nhập cũng tạm ổn, xóa được nghèo. Tổng hội viên của toàn xã là 380 hội viên. Thì hội viên nghèo thì nói chung là rơi vào cũng phải 120 hộ hội viên nghèo của hội nông dân. Thì nhưng mà được cái sự quan tâm giúp đỡ của các cấp thì là phát triển kinh tế, chăn nuôi thì áp dụng vào thì nói chung hội viên nghèo thì cũng đã thoát được 50 hội viên. Hiện nay, Hội Nông dân tỉnh có trên 130.000 hội viên nông dân tham gia sinh hoạt ở 151 cơ sở hội. Trong những năm qua, mặc dù có nhiều khó khăn do thời tiết khắc nghiệt, dịch bệnh bùng phát trên cây trồng vật nuôi, song hội viên nông dân trong tỉnh vẫn đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Bằng những việc làm thiết thực như thi đua phát triển sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, giúp đỡ nhau làm ăn kinh tế, hàng năm đã có trên 71.000 hộ nông dân đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Qua bình xét đã có trên 36.000 hộ nông dân đạt sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Những tháng cuối năm này thì chúng tôi đang tập trung vào các tuyên truyền cũng như là việc thúc đẩy nông dân phát triển sản xuất trên cơ sở các cái phong trào thi đua, cũng đồng thời hỗ trợ nông dân các hoạt động tiêu thụ sản phẩm để tạo thu nhập cũng như là việc làm. Đấy, cùng với đó là các cái hoạt động về chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân. Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, thiết thực, góp phần nâng cao đời sống người dân, giảm nghèo bền vững, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, qua đó góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh, tiến tới xây dựng mục tiêu phát triển nông nghiệp hiện đại, nông dân giàu có, nông thôn văn minh. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Bộ Y tế, tỷ lệ thuốc kháng sinh được bán mà không có kê đơn diễn ra khá phổ biến, ở thành thị 88% và ở nông thôn là 91%. Tại Hòa Bình, tình trạng này cũng không ngoại lệ, nguyên nhân chính là do việc mua bán thuốc quá dễ dàng, thói quen tự chữa trị của người dân và sử dụng kháng sinh khá tùy tiện. Điều này đã dẫn đến tình trạng gia tăng sự kháng thuốc cho người bệnh. Mục sự kiện và bình luận ngày hôm nay, biên tập viên Minh Tùng sẽ làm rõ hơn về vấn đề này. Thưa quý vị và các bạn, thống kê của Sở Y tế tỉnh tính đến ngày 30 tháng 9, toàn tỉnh có 325 cơ sở kinh doanh dược đã được cấp giấy đủ điều kiện kinh doanh. Mặc dù mỗi cơ sở kinh doanh dược đều nắm rất rõ, có một số mặt hàng thuốc khi được bán ra cần có sự chỉ định của bác sĩ. Tuy nhiên, dường như quy định này chưa được thực hiện nghiêm túc.
và nhiều cơ sở kinh doanh dược trong số này, nhân viên vẫn vừa chẩn đoán bệnh, vừa kê đơn thuốc. Ghi nhận tại một số quầy bán thuốc trên địa bàn tỉnh, nhiều người đến mua thuốc hầu như không cần sử dụng đến việc kê đơn của bác sĩ. Chỉ cần kể tình trạng bệnh là có thể mua thuốc, mà trong đó có thuốc kháng sinh. Việc tự mua thuốc, tự điều trị bệnh đã trở thành thói quen của nhiều người dân. Nó dễ dàng, mua thuốc thì dễ. Các hiệu thuốc giờ nhiều, cứ ra là mua được thôi. Thì họ tư vấn là mình kể bệnh ra rồi là họ bán thuốc cho mình thôi. Còn dâu nhà bà ấy, thì con cái nó ốm, nó nguyên đi mua thuốc ngoài về chỗ uống thôi. Nó không đi khám bao giờ cả. Người dân thì ngại đi khám, còn người bán thì dù biết quy định về bán thuốc phải kê đơn. Nhưng vì lợi nhuận, vì muốn làm hài lòng khách hàng, dẫn đến tình trạng nhân viên các nhà thuốc vẫn vừa chẩn đoán bệnh, vừa kê đơn thuốc cho người dân. Tình trạng bán thuốc không cần đơn của bác sĩ diễn ra khá phổ biến. Trong quá trình mà kiểm tra, kiểm soát thì tôi thấy là cũng khó có thể phát hiện, tại vì cũng có rất nhiều những cái cơ sở bán thuốc mà người ta bán thuốc kê đơn nhưng mà người ta né tránh, hoặc là cả tại cái thời điểm kiểm tra thì người dân có những cơ sở kiểm tra thì ít hoặc là không có người đến mua. Bên cạnh đó, chỉ tính riêng trong năm 2020-2021, ngành y tế đã tổ chức kiểm tra 58 cơ sở kinh doanh dược, trong đó có 9 cơ sở vi phạm, tổng số tiền phạt gần 50 triệu đồng. Các lỗi chủ yếu là kinh doanh không có giấy chứng nhận, kinh doanh thuốc giả, thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Thưa quý vị và các bạn, vì lợi nhuận mà người bán vẫn bán, còn người mua vì thói quen, vì sự tiện lợi nên cứ mua. Điều này đã gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người bệnh. Đơn cử như bệnh lao ở Việt Nam hiện nay vẫn là quốc gia đứng thứ 14 trong số 27 nước có gánh nặng bệnh lao kháng đa thuốc. Chi phí điều trị người bệnh lao kháng đa thuốc tăng lên hàng trăm lần so với người bệnh lao không kháng thuốc điều trị. Hậu quả khi lạm dụng kháng sinh thì đã rõ, gây tốn kém, lãng phí, bị tác dụng phụ do thuốc, gây kháng thuốc, dẫn đến nghịch lý uống thuốc chữa bệnh không khỏi mà còn trầm trọng hơn. Vì vậy, công tác kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc cần phải được tăng cường. Theo các bác sĩ, vi khuẩn đa kháng thuốc thường xuất hiện trên các bệnh nhân nằm thở máy kéo dài, có bệnh lý nền như đái tháo đường, mất máu, nhiễm khuẩn ngoài da, mô mềm. Kháng thuốc làm cho các lần điều trị sau trở nên kém hiệu quả hoặc không hiệu quả, kéo dài thời gian nằm viện, tốn kém chi phí điều trị và nguy cơ tử vong cho bệnh nhân. Để phòng ngừa kháng thuốc kháng sinh, bác sĩ khuyến cáo. Khi mà có cái triệu chứng mà có thể phải nhu cầu phải sử dụng kháng sinh thì nên đến khám các cơ sở y tế, khám các bác sĩ. Khi bác sĩ kê đơn thì người ta sẽ cân nhắc trường hợp này có nhất thiết phải dùng kháng sinh không. Đó, người ta sẽ kê cho mình một cái đơn và khi thế thì sẽ dùng sẽ yên tâm hơn và tránh được những cái tình trạng kháng thuốc mà rất là phổ biến. Để hạn chế tình trạng bán và sử dụng thuốc kháng sinh không kê đơn, ngày 2 tháng 7 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có quyết định số 1540 ban hành kế hoạch tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2019. Bên cạnh đó, thời gian qua, ngành y tế tỉnh cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý hành vi bán lẻ các loại thuốc phải kê đơn. Là Sở Y tế như thanh tra sở sẽ chủ trì phối hợp với các cơ quan về công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý về lĩnh vực hành nghề dược tư nhân, tăng cường tuyên truyền cho người dân về vấn đề là khi mua thuốc thì phải có đơn của bác sĩ để tránh ảnh hưởng đến cái việc mà nhờn thuốc cũng như là kháng thuốc. Tới đây thì Bộ Y tế cũng đang có cái dự thảo tờ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cái chiến lược quốc gia về phòng kháng thuốc tại Việt Nam giai đoạn 2022-2030, và tới đây thì với sự vào cuộc của các cấp, các ngành, các cơ quan, chính quyền địa phương thì cái vấn đề hiệu quả của cái việc này sẽ được tăng cường hơn. Tại điểm D khoản 3 điều 59 Nghị định số 117 năm 2020 quy định phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng đối với hành vi bán thuốc khi không có đơn thuốc, đồng thời áp dụng hình thức xử phạt bổ sung, đình chỉ hoạt động của cơ sở trong thời gian từ 6 đến 9 tháng đối với hành vi này. Đây sẽ là một công cụ xử lý hiệu quả đối với các cơ sở bán lẻ cố tình vi phạm.
Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh việc tăng cường kiểm tra, xử phạt thì vấn đề quan trọng vẫn là nhận thức để thay đổi hành vi. Người dân cần có ý thức tự bảo vệ sức khỏe của mình, chỉ nên sử dụng thuốc khi có đơn chỉ định của thầy thuốc. Và trên hết cần sự vào cuộc của ngành chức năng, có chế tài xử lý đủ mạnh để hạn chế tình trạng này. Đến đây thì phần bình luận của tôi cũng xin được kết thúc và chương trình thời sự xin được tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý khác. Chuyển sang các tin tức quốc tế, trong một bước quan trọng để chấm dứt nhiều tháng bế tắc chính trị, Iraq vừa bầu ra một tổng thống mới. Chính trị gia người quốc Abdul Latif Rashid đã được bầu làm tổng thống hôm thứ Năm sau một cuộc bỏ phiếu của Quốc hội. Ông đã nhận được 162 trong số 269 phiếu bầu trong nỗ lực thứ tư trong năm nay để Iraq chọn tổng thống. Tổng thống mới kể từ đó đã đề cử chính trị gia người Shia Mohammed Shia al-Sudani làm thủ tướng. Thủ tướng được chỉ định hiện có một tháng để thành lập chính phủ mới. Iraq đã chứng kiến một năm bất ổn chính trị sau cuộc bầu cử tháng 10 năm 2021. Vào thời điểm đó, giáo sĩ Hồi giáo Shia nổi tiếng Murtada al-Assad và đảng của ông đã giành được nhiều ghế nhất trong quốc hội, nhưng không thành lập được chính phủ. Quân đội Triều Tiên nói rõ rằng họ đã phóng ít nhất một tên lửa đạn đạo để đáp trả cái mà họ gọi là hành động khiêu khích quân sự của Hàn Quốc ở khu vực tiền tuyến. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên đưa ra tuyên bố của người phát ngôn vào lúc hơn 2 giờ sáng ngày thứ Sáu. Họ cho biết quân đội Hàn Quốc liên tiếp nã pháo trong 10 giờ vào thứ Năm và Triều Tiên đã thực hiện một hành động quân sự mạnh mẽ để đáp trả. Tuyên bố nói rằng quân đội Triều Tiên đã gửi một lời cảnh báo nghiêm khắc tới quân đội Hàn Quốc. Những người có hành động liều lĩnh đã tạo ra căng thẳng ở các khu vực tiền tuyến. Trong diễn biến mới nhất có liên quan, Hàn Quốc vừa công bố các biện pháp trừng phạt đơn phương đối với Triều Tiên, lần đầu tiên sau gần 5 năm. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã công bố các lệnh trừng phạt với lưu ý rằng nước này cực lực lên án việc Triều Tiên phóng tên lửa với tần suất chưa từng có và coi đây là hành động khiêu khích. Các biện pháp trừng phạt nhắm vào 15 cá nhân và 16 tổ chức có liên quan đến các chương trình tên lửa và hạt nhân hoặc mua sắm các vật liệu cần thiết. Các giám đốc tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương từ nhóm 20 nền kinh tế đã chia sẻ lo ngại rằng nền kinh tế toàn cầu có thể mất sức mạnh đáng kể do các đợt tăng lãi suất nhanh chóng được thực hiện trên toàn thế giới để kiềm chế lạm phát. Các nhà lãnh đạo đã gặp nhau trong 2 ngày tại Washington khi đang có những lo ngại về một cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu có thể xảy ra. Họ thảo luận về những lo lắng về sự sụt giảm giá trị của đồng yên Nhật và các đồng tiền khác so với đô la Mỹ sau khi Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất mạnh. Mối quan tâm cũng tăng lên về khoản nợ bằng đồng đô la ngày càng tăng của các nền kinh tế mới nổi. Bộ Lao động Mỹ cho biết lạm phát đã tăng 8,2% trong tháng 9 so với cùng tháng năm ngoái. Các quan chức tại Bộ đã công bố báo cáo chỉ số giá tiêu dùng hàng tháng của họ vào thứ Năm. Báo cáo cho thấy lạm phát dao động ở mức được thấy lần cuối vào đầu những năm 1980. Các nhà hoạch định chính sách tại Cục Dự trữ Liên bang đã tăng lãi suất nhiều lần trong năm nay để cố gắng giảm giá. Những con số mới nhất sẽ không thể thuyết phục họ giảm bớt. Tỷ giá cao hơn đã thúc đẩy các nhà đầu tư chuyển tiền của họ ra khỏi các nền kinh tế khác và vào tài sản của Mỹ. Dòng tiền vào đã nâng đỡ đồng đô la và đẩy tiền tệ xuống ở các nơi khác, bao gồm cả Nhật Bản. Hôm thứ Năm, đồng yên giảm xuống mức thấp nhất trong 32 năm so với đồng đô la. Ả Rập Xê Út nói rằng quyết định cắt giảm mục tiêu sản xuất của các nước sản xuất dầu lớn vào tuần trước không phải là một động thái có động cơ chính trị chống lại Mỹ. Bộ Ngoại giao nước này đưa ra tuyên bố hôm thứ Năm sau khi Washington chỉ trích thỏa thuận OPEC cộng giảm mục tiêu 2 triệu thùng một ngày kể từ tháng tới. Mỹ đã tìm kiếm sự gia tăng từ OPEC cộng, bao gồm tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh, chẳng hạn như Nga. Tuyên bố cho biết chính phủ Ả Rập Xê Út hoàn toàn phủ nhận việc họ đứng về phía nào trong các cuộc xung đột quốc tế. Tuyên bố nói rằng quyết định đã tính đến sự cân bằng cung và cầu và nhằm hạn chế sự biến động của thị trường. Nó mô tả mối quan hệ của Ả Rập Xê Út với Mỹ là chiến lược, nhấn mạnh rằng điều quan trọng là phải xây dựng trên những trụ cột vững chắc mà mối quan hệ đã tồn tại trong 8 thập kỷ qua. Trong nỗ lực giảm bớt sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga, lần đầu tiên Đức đã nhận được nguồn cung cấp khí đốt từ Pháp. Khí đốt bắt đầu đến Đức thông qua một đường ống vào thứ Năm, sau một thỏa thuận năng lượng được ký kết giữa các nước vào tháng trước. Được mô tả là một động thái trong đoàn kết châu Âu, nguồn cung cấp khí đốt của Pháp sẽ đáp ứng 2% nhu cầu hàng ngày của Đức. Khí đốt của Nga trước đây chiếm 55% nguồn cung cấp năng lượng của Đức, nhưng con số này đã được giảm xuống còn 35%.
Đức cũng đang tăng cường sản xuất năng lượng từ than đá, đồng thời kéo dài tuổi thọ của các nhà máy điện. Pháp ít bị ảnh hưởng bởi các vấn đề về cung cấp năng lượng của Nga, vì nhu cầu của nước này được đáp ứng bằng khí hóa lỏng và khí đốt từ Na Uy. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn xem trực tuyến chương trình trên smartphone hoặc xem lại qua địa chỉ website hoabinhtv.vn và kênh YouTube HBTV. Kính chào, tạm biệt.